Bao tiền một cân hả chị? Nó là khoảng hơn 1 triệu một chùm nho. Ôi trời ơi, bà này ăn sang thế. Ôi. Em chóng mặt. Chị bây giờ chị cũng thấy chóng mặt lắm rồi. Đừng nói nữa được không? Mọi người, mình là Hana Giang và mình là mom lành mạnh. Xin chào, mình là Thanh Trần, mình là mom lo nhoi. Mình là Ngọc Mai và mình là mom lọ bọ. Mình là Bông Chuẩn và mình là mom điềm đạm. Đúng rồi, chị thì trang phục của tất cả chúng ta bữa nay hơi bị u tối. Ôi nhưng mà chủ đề của chúng ta hôm nay tươi sáng lắm em. Sao bây giờ nhưng mà phụ nữ chúng mình lại thế nhở? Người đó mà thật dỗ mà cái tiếng cái mình thực tế thôi mà chị, mình thực tế thôi. Nhưng chị thử đặt một cái vấn đề mà tự nhiên một ngày hai vợ chồng trong nhà của mấy em đi. Dạ. Không có một công ăn việc làm, không kiếm được một đồng nào hết. Trên vai là còn con cái đủ thứ nữa. Thì mấy em nó có cái nào rơi vào cái trường hợp đó không? Ôi nghe tưởng tượng thôi. Vừa mới trải qua này chị có rất là nhiều vợ chồng không đúng có rồi. Khoản tiền thì đúng rồi. Nếu mà em sẽ dự phòng đúng không? Bắt họ. Thực sự ra thì trong mùa dịch vừa rồi thì sẽ có rất là nhiều gia đình lâm vào cái cảnh đó. Một là chúng ta cắt giảm chi tiêu. Hai là nới rộng ra cái phạm vi làm việc của mình. Trên Facebook xuất hiện rất là nhiều livestream bán hàng không? Đúng không? Để mà mình đảm bảo cái chi tiêu đó cho gia đình thì mình làm thêm công việc, hay là mấy em chọn giải pháp là cắt bớt chi tiêu. Ở đây có ai tiết kiệm được không giơ tay ạ? Không phải em. Tại vì quan điểm của em là chỉ tiêu là tiết kiệm được. Kiếm nhiều. À, tiết kiệm là tức là mình có thể chọn cái phương án một, đó là thắt chặt chi tiêu lại. Nếu như mà để mình tính trong cái mùa dịch vừa rồi thì không có một cách gì khác ngoài thắt chặt lại chi tiêu. Có nghĩa rằng là ngày trước mình thoải mái lắm, mình mua cái gì mình cũng thoải mái lắm, nhưng mà mình sẽ trong cái mùa dịch thì mình sẽ suy nghĩ là cái này đã cần thiết chưa. Đúng ví dụ vậy. Lúc đó chị nói là anh Nghiệp đi chẳng hạn, nói em ơi mỡ bụng em ghê quá, anh đã treo sẵn sợi dây cho em rồi kìa, nó nói là không, em muốn có máy tập chẳng hạn. Nhưng khi mình rủng rỉnh mình sẽ order một cái máy tập chẳng hạn cho đỡ phải hơi cực tập nhanh Nghiệp, chị thấy mệt quá, ví dụ vậy. Nhưng khi đó mình sẽ suy nghĩ lại là bây giờ mình trong cái thời gian này không thể nào mà phung phí như vậy được. Bắt đầu mình sẽ có thể là mình cắt bóp lại, tức là cái tôi với cái tham của mình nó bị giảm xuống. Các chị em không thể thắt chặt chi tiêu lại, hãy đưa ra ý kiến đi xem nào, hãy đưa ra luận điểm đi, bảo vệ quan điểm của mình xem nào. Thắt chặt được, nghĩa là mùa dịch tới em cũng ngày nào tối nào trước khi đi ngủ em cũng nói với chồng em, anh ơi không biết dịch bệnh sẽ đến lúc nào nữa, mình hãy sống tiết kiệm hơn đó, ít chi tiền hơn, xong qua ngày hôm sau vẫn y như cũ. Là hai vợ chồng có cái nếp xài tiền rất là kỳ cục. Dạ nó không thể nào để dành được luôn, mà kể cả cái tiền em để dành em cũng xài luôn, em xài luôn, em mặc kệ em xài luôn đó. Em nghĩ là lúc đó mình nên tìm tới sự trợ giúp của cách này. Một là cách mới bóc tách họ. Hai là nhờ đến ba mẹ chồng hoặc ba mẹ ruột gì đó, hoặc là bán bớt một số thứ gì đó mình cảm thấy không cần thiết ở trong nhà, nó kiểu như thanh lý đồ để được một khoản tiền đó, hoặc là kiếm thêm một cái gì đó để làm chẳng hạn như live stream đồ nhiều hơn. Thì đó là em á, đó là em mừng. Nhưng bọn em thì chắc là sẽ làm nhiều hơn. Thực ra là như đợt dịch vừa rồi thì bọn em còn đang chuẩn bị khai trương thêm hai cái cơ sở nữa. Tức là nếu như mà mình không có tiền dự phòng thì không nói nha, thì tất nhiên là không thể làm như thế được. Nhưng ý của bọn em ở đây là phong cách của bọn em đấy là kể cả có tiền hay không có tiền thì cũng đâm đầu vào làm, mà kể cả là lúc đấy đang là cái giai đoạn khó khăn và người ta thì đều sẽ không làm thêm một cái gì cả để cho nó an toàn, sẽ không mở rộng thêm kinh doanh hay là làm thêm một cái công việc mới gì đấy. Thế nhưng mà em thì em sẽ vẫn làm, tại vì em lại nhìn thấy đấy là một cái cơ hội để mình có thể làm thêm những thứ mà trong cái thời gian đấy người ta sẽ không dám làm. Bây giờ chị chỉ giáo ví dụ thôi nha, không phải ai cũng như mình. Mình thì là may mắn lắm rồi. Sự đâu ra em thì có may mắn đâu chị, em chưa nói mà. Trước khi vào dịch vợ chồng em đã xách hết tiền mang đi để đầu tư để mua nhà. Thì trong cái lúc mà dịch đấy thì mình không thể tính trước được điều gì á chị. Trường hợp của em cũng rất là giống nhiều người, đó là khi mà họ phá sản ấy. Thì bọn em cũng có khác gì phá sản đâu, bọn em vừa đi đầu tư xong thì đùng một cái dịch vào,
nhà cửa cũng không thi công được, phải bỏ ở đấy, coi như là có số tiền đấy là chết luôn tại đấy rồi. Và cái việc mà không có nhiều tiền để dự trữ ấy, bọn em biết rằng là trong cái khoảng thời gian đấy nó rất là nguy hiểm, mà mình cũng không thể nào mà làm được việc gì, coi như là thất nghiệp luôn rồi. Thì cái khoảng thời gian đấy làm gì, mọi người thử nghĩ xem em sẽ làm gì với một người mà không biết tiết kiệm chi tiêu như em, và gọi là không biết suy nghĩ gì về chuyện tiền luôn. Chị làm em tò mò quá, chị nói luôn đi. Chị giảm cân, chị giảm cân. Đó là bằng cách chị không ăn nhiều. Thôi là bình thường chị chi vào ăn uống nhiều. Em là một trong cái thể mà em không biết nghĩ đến ngày mai luôn á. Tức là em rất là chill. Kể cả trong việc lúc mà hai vợ chồng thất nghiệp á, em biết cái thời gian đấy nó rất là nhạy cảm. Và nếu như mình bắt đầu mình nói đến cái chuyện là anh tìm cách kiếm tiền đi, hoặc là mình tự đẩy mình vào cái việc là phải tìm cách, phải tìm mọi cách để kiếm được tiền để tiêu xài, thì bọn em sẽ bị stress và bọn em sẽ không thể nào chăm con mà hàng ngày vui vẻ với nhau được, vì cứ nói đến tiền là mình sẽ bị stress. Thế là bọn em chill, bọn em cứ mặc kệ mọi thứ, bởi vì là bây giờ mọi thứ đều chững lại. Và trong đợt dịch đấy nó là một cái trường hợp đặc biệt. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp không đặc biệt thì em nghĩ là cái cách mà em chọn á, chắc là sẽ phải thay đổi bản thân. Chắc là phải cắt chặt chi tiêu thật. Ví dụ như em có thể là em không ăn nhiều. Lại em nghĩ là ăn nhiều. Em tiêu tiền nhiều lắm, ăn rất nhiều ạ. Em tiêu tiền ăn rất là nhiều đấy mọi người. Có thể ví dụ như ngày xưa em có tiền thì em ăn nhà hàng sang. Bây giờ em ăn vừa phải thôi. Em ăn nho mẫu đơn mọi người ạ. Em ăn na Đài Loan các thứ. Thì bây giờ em chỉ ăn ổi, ăn mận thôi. Năm rồi. Không, năm rồi vẫn đắt em. Thì đấy, mình ăn những cái trái cây nội địa. Tức là em vẫn đổi cái việc là chi tiêu bình thường, nhưng mà nó sẽ thành những thứ rẻ hơn mà mình có thể chi được, thay vì là mình cắt bỏ cái đấy hoàn toàn. Bởi vì cái việc đấy nó làm cho em mất tinh thần kinh khủng khiếp. Đúng. Nó sẽ tự giết chết em luôn, cho nên em sẽ không làm cái cách đấy. Về cái chuyện chi tiêu và cái chuyện chắc bóp thì chị cũng sẽ như em, chị sẽ thay thế. Dạ, tức là sẽ rồi. Thay thế và chật lưỡi á, kiểu dạ. Chật lưỡi nó là trời ơi, dịch không biết còn bao giờ. Trong cái mùa dịch đó mà chị cảm thấy mà mình lỡ phung phí một cái gì, chị cảm thấy có lỗi vô cùng luôn. Chị cảm thấy có lỗi hơn bình thường rất là nhiều. Ví dụ mình đi ăn nhà hàng tốt hơn thì bây giờ mình sẽ chọn những cái nhà hàng vừa hơn, hoặc là mình sẽ tự tìm niềm vui ở nhà, nấu nước ở nhà, ví dụ vậy. Trong lúc không có tiền thì chúng ta lại tìm thấy tình cảm trong nhau, đúng không? Nói về cái vấn đề đấy thì mình cũng nên nghĩ đến những cái người mà họ không có cái khoản tiết kiệm dự trù như chị em mình. Bởi vì dù sao trong một cái khoản nào đấy mình vẫn có đồ để bán, đúng không? Mình vẫn có cái nọ cái kia để mình thu ra thu vào. Nhưng mà có những người họ hoàn toàn không có cái khoản đấy. Thì mọi người nghĩ xem là một cái khoản dự trù ít nhất là bao nhiêu, mình phải nghĩ đến cái khoản mà mình có. Thật ra em nghĩ không có phải là một cái con số nào cụ thể, mà là tùy theo từng gia cảnh của mỗi người, tùy theo thu nhập của cá nhân, mức sống của bao nhiêu phần trăm của cái mức bao nhiêu phần trăm của cái mức thu nhập. Hồi lúc đó em ra ngoài nhà thất bại, em ngồi thôi em buồn, trời ơi, tháng nào có nhiêu tiền cho buồn. Em buồn hả? Em buồn sao? Em buồn quá trời buồn luôn. Xong rồi cái hỏi chị em nó ủa ơi, bà nó nghe nè, bà bán nước ngày bà được nhiêu tiền á, tháng bà được kiếm được nhiêu tiền. Xong rồi cái chị nó kêu 5 triệu, bà vui không? Vui. Xong rồi hỏi qua chị bán bánh tráng, hỏi qua người kia, trong lần người ta kiếm được số tiền rất là nhỏ, người ta vẫn thu chi bình thường, người ta vẫn cảm thấy vui vô cùng luôn. Thì em nói ỏi thôi, có gì đâu buồn. Đúng rồi, giống vậy đó, tùy theo cái việc mình xài bao nhiêu tiền thì mình mới đưa ra con số hợp lý. Đúng rồi. Mình nghĩ không phải là theo mình xài bao nhiêu tiền mà mình kiếm bao nhiêu tiền. Ví dụ rồi. Như là theo Hana, nó nên là vào khoảng 20% với thu nhập hàng tháng, thì cái con số đấy mình để ra để tiết kiệm. 20%, đúng rồi. 20%. Chị thì chị nghĩ 1/3 á. 1/3 chị tiết kiệm nhiều ghê á. 1/3 em chỉ của... từ 15-20% thôi. Em đã từng đọc một cái bài toán về kinh tế ấy. Ví dụ như là chia thu nhập hàng tháng của mình ra đi chẳng hạn, không cần biết là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng bạn phải chia phần trăm ra. Thì theo chị thì bao nhiêu phần trăm sẽ cho giáo dục này, sau đó sẽ là đầu tư này, giáo dục này, đầu tư này, sức khỏe này, rồi đến những chi sau đó thì mới đến những cái chi tiêu đến giải trí. Giải trí thì sẽ có bao gồm shopping này, ăn uống của chị. À không, sao của chị cái ăn uống là thiết yếu. Đầu tiên chứ em. Ăn uống là thiết yếu. Đúng, ăn uống là thiết yếu. Đúng là rồi. Bao gồm có nhà ở, ăn uống, xe cộ, tiền điện thoại, các dịch vụ, các thứ, và cuối cùng là tiết kiệm. Đấy, mọi người cùng bài toán kinh tế chia phần trăm nào. Chị thì chị nghĩ đơn giản, chị không chia nhiều như vậy, mà chị chỉ chia một mà hai cái thôi. Đó là tài sản và tiêu sản. Cái tài sản chị có, chị sẽ để dành bao nhiêu phần trăm của cái tài sản, và cái lượng tiêu sản và cái tài sản của mình hằng có, thì mỗi tháng mình đã có một cái thu nhập như vậy rồi và mình sẽ chi tiêu như vậy, thì tiền mình mất ra và tiền mình thu vào như thế nào thôi. Còn cái chuyện mà mình chia bao nhiêu phần trăm cho cái việc học hay là bao nhiêu phần trăm cho cái này cái kia, thì cái đó là tùy mỗi nhà. Vì giống như em ăn nhiều, dạ, đúng chẳng hạn, thì em sẽ cho cái phần ăn của em nó nhiều.
Tức là cái phần trăm ăn của em nó nhiều. Mọi người hãy nhắc cho chị lên, em lớn hơn thôi. Chị đặt vấn đề về giáo dục nhiều thì chị sẽ tăng cái phần trăm giáo dục cho con chị nhiều. Chẳng hạn như chị khó khăn hơn, chị sẽ không cho con chị học quốc tế, chị sẽ cho con chị học bình thường. Ví dụ vậy, thì nhà nó có điều kiện thì tức là cái đó sẽ tùy thuộc vào cái quan điểm của mỗi gia đình nữa. Là mình... họ thích cái phần nào nhiều hơn. Đúng rồi. Thế tài sản tiêu sản ở nhà chị giải thích kỹ hơn đấy. Cái tài sản là cái mình đã có, mà còn tiêu sản cái mình đã tiêu đi vậy thôi. Tiêu sản em nghĩ là những thứ mà mình đầu tư mình không lấy lại được á. Giống như kiểu mình mua cái túi sách thì gọi là tiêu sản. Đúng không? Còn tài sản là mua ô tô xong bán lại được kiểu có tiền. Đúng rồi, những cái có thể đẻ ra được nữa. Tức là tài sản ở đây không có bao gồm, mà ví dụ như mình mua một cái gì đó nó có thể đẻ thêm tiếp nữa. Là cái tài sản lâu dài nữa. À, có cái bài toán đơn giản nhất đấy là mình nên có cái khoản tiền tiết kiệm. Đúng rồi. Kể cả mình kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì mình cũng dành ra một khoản. Em biết rất là nhiều người, thậm chí là người bên cạnh em luôn, tức là em gái của em á, tức là chi tiêu không cần biết là mình có bao nhiêu tiền và không cần biết ngày mai có thể xảy ra chuyện gì. Tức là luôn luôn em phải có một, em là một cái người mà chi tiêu không biết điểm dừng và gọi là không có một cái khái niệm về chi tiêu. Với em 300.000 hay là 3 triệu chỉ cần em kiếm được tiền nó như nhau. Tức là em không có khái niệm về con số luôn ấy. Nhưng mà em luôn luôn có một cái khái niệm là phải có một cái khoản để nhỡ mà mình có xảy ra chuyện gì, hay bố mẹ mình hay là người thân của mình xảy ra chuyện gì thì còn có một cái khoản đấy để lo lắng cho cái việc đấy. Nhưng mà em gái em thì không. Nó làm được, ví dụ 50 triệu nó sẽ tiêu đến tận 60-70 triệu bằng cái thẻ tín dụng của nó. Và đấy là cái điều mà em rất là kiểu như em cũng biết rằng có rất nhiều người rơi vào cái hoàn cảnh đấy. Rất nhiều đấy, rất đó, nhiều người. Nào tại em gái chị chưa lập gia đình không? Cũng có thể là chưa có gia đình. Chưa có gia đình, trước khi em có chồng em cũng vậy mà. Em còn tiêu nhiều hơn mà em phải có đến 5-6 cái thẻ tín dụng nợ đầm đìa. Đấy. Và khi mà mình có gia đình rồi, có gia đình rồi nó khác đúng không? Đúng rồi, mình sẽ phải suy nghĩ, mà trong khi mình là một người rất bị stress về vấn đề tiền, tự nhiên mình khác hẳn. Em nghĩ đấy là do vấn đề gia đình và trách nhiệm thôi, mình chưa trách nhiệm mà. Cứ không phải là để nói như vậy để mà cho những bạn chưa lập gia đình thì cứ tung thoải mái. Có thể là chưa lập gia đình mình đã có một cái tài sản nho nhỏ, nếu như mình biết tiết kiệm thì đến khi mà có con có cái hay là có chồng thì mình sẽ đỡ hơn rất nhiều. Ví dụ vậy. Tóm lại là chúng ta tập cách chi tiêu cho nó phù hợp. Chốt chủ đề này nghĩa là sau khi trải qua một mùa dịch thì chắc ai cũng biết rồi đó, ai cũng nên có một cái khoản để mà chúng ta để dành, để mà có thể lấy số tiền đó để mà sống. Sau câu chuyện này thì em tự nhiên trong đầu em nãy giờ toàn nghĩ tới nho mẫu đơn của chị không à. Toàn nghĩ tới nho mẫu đơn. Nho mẫu đơn của chị. Nho mẫu đơn là cái gì ấy chị? Em nhà quê không, em không biết đâu. Nho mẫu đơn nó là một cái loại nho của Nhật đấy em, và nó rất đắt. Bao tiền một cân hả chị? Nó là khoảng hơn 1 triệu một chùm nho. Ôi trời ơi, bà này ăn sang thế. Ôi. Em chóng mặt. Chị bây giờ chị không thể chóng mặt lắm luôn. Đừng nói nữa được không? Bây giờ chuyển qua nho Phan Rang rồi. Dạ vâng, đúng rồi. Việt Nam mình vẫn là số 1 nha mọi người. Và chương trình Siêu Mom Siêu Tám của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.